Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiểu kiêu ngạo của lãnh đạo Việt Nam không giống ai Ngày 26 tháng 8, nhà báo Đoàn Bảo Châu, tức Facebooker Châu Đoàn đăng một bình luận trên trang cá nhân của mình, đúng là không giống ai Bài viết bình về một phát ngôn của ông Vương Đình Huệ từ năm 2019 khi ông còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách Kinh tế Tổng hợp trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Cụ thể, lúc đó Phó Thủ tướng Huệ nói rằng Việt Nam không rập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới. Thời báo chấm đề giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Vô tình thấy phát ngôn này của anh Huệ từ năm 2019, thời gian có khả năng chứng minh nhiều điều. Giờ báo chí mà phỏng vấn thì anh Huệ còn nhắc lại câu này một cách tự hào nữa không nhỉ? Tự hào tới mức kiêu ngạo mà mọi ngành đều yếu kém, tham nhũng không chừa một ngành nào, từ y tế mẹ hiền tới ngoại giao lịch lãm đều bê bết. Văn hóa nghệ thuật khoa học công nghệ không có đóng góp đáng kể gì cho nhân loại. Và đây là hình bài trên trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu. Các tập đoàn nhà nước thua lỗ bao nhiêu ngàn tỷ, thay vì thành những nắm đấm thép thì biến thành những móng thép cào cấu vào ngân sách. Về những công nghệ cả thế giới đang nhau lên để làm chủ, như máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học thì mù tịch, nhưng cứ thích bao qua kiểu, bà cán bộ nói sẽ áp dụng AI vào loa phượng. Về chủ quyền, Rõ ràng mình đang khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Thằng hàng xóm nó ho một cái, lập tức phải co vòi, dừng hoạt động, đền bù cho đối tác nước ngoài. Về những giá trị phổ quát của nhân loại như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, nhân quyền thì lẹt đẹt cuối bản. Hiền lành như những nhà hoạt động môi trường mà còn bị bắt bớ tới 6 người. Giờ không còn tổ chức dân sự nào để giám sát cam kết của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng với quốc tế bao nhiêu tổ chức NGO phải đóng cửa, bắt nhiều đến nỗi mà bao nhiêu người sáng lập các tổ chức NGO đi học, đi du lịch, rồi ở hãng nước ngoài luôn, không dám về. Quản lý đất nước khiến người dân chỉ muốn lao ra nước ngoài bán sức lao động. Riêng năm 2023, có tới 155.000 lao động, lượng đi chui không tính. Từ thuyền nhân phát triển thêm thành thùng nhân. 39 thùng nhân bị chết, vẫn không làm các thùng nhân khác nhục chí. Suốt mấy chục năm qua, Lượng người Việt định cư ở nước ngoài trung bình 100.000 người cho một năm Gái Việt Nam ở Campuchia, Singapore, Đài Loan có đầy Họ sang đấy làm gì thì ai cũng hiểu Và đây là hình cựu phó thủ tướng, cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ Khiêm tốn để học hỏi mới khá được Hàn Quốc đã rất khiêm tốn, biết người biết ta mà copy nguyên si chương trình giáo dục của Nhật Bản tiết kiệm được bao nhiêu chi phí mà tạo ra một bước tiến bộ nhảy vọt cho ngành giáo dục cách giáo dục dùng đơm đớm tuy đặc sắc thật nhưng chưa đủ thành di sản vĩ đại gì để thế giới học tập đâu. Bao nhiêu thứ bắt trước thằng hàng xóm, cả cái lý tưởng thiên đường cũng copy mà bảo không rập khuôn. Đúng là sự kiêu ngạo của các vị không hề rập khuôn, không hề giống ai trên quả địa cầu này. Tôi viết có sai một câu nào không? Nếu không thì đừng chụp mũ gán ghép cho tôi bất cứ điều gì. Cán bộ trong hệ thống thì đương nhiên không dám nói. Báo chí là những cái loa tất bật theo chỉ đạo, người chính trực phát biểu công tâm trên mạng xã hội mà bịt nốt thì lại rập khuôn theo bắt hàng chăng Các bình luận dưới bài viết này như nick hoàng căng mỉa mai. Thực tế đã cho thấy, điển hình là những kẻ chớp đã tục xích, chúng đều nói láo, tin chúng là chết. Mạng đang in ỏi, vợ chồng ông Bảy Nguyễn Xuân Phúc đang lâm nguy. Còn như nick Sam Nguyễn chăm chọc, vì chỉ có ở Việt Nam mới có kẻ dùng đâm đớm để leo lên sự nghiệp chính trị và kim tiền. Còn Nesvi Đòn dè yeah, biểu, quái thai mới không giống ai chứ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kiểu kiêu ngạo của lãnh đạo Việt Nam không giống ai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 400 pháp nhân bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine Ngày 24 tháng 8, VOA Tiếng Việt loan tình Mỹ trừng phạt hơn 400 pháp nhân gồm các hãng Trung Quốc vì tiếp tay cho chiến tranh của Nga. Theo đó, thứ 6 ngày 23 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết quốc gia này đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 400 pháp nhân và cá nhân vì họ tiếp tay cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine trong số này bao gồm cả những công ty Trung Quốc mà các quan chức Mỹ tin rằng đang giúp Moscow lách lệnh trừng phạt của phương Tây và tăng cường sức mạnh của quân đội. VOA dẫn trang thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ nói tóm tắt về các lệnh trừng phạt đối với 190 mục tiêu. Các lệnh này bao gồm các biện pháp nhằm vào các hãng ở Trung Quốc tham gia vận chuyển máy công cụ và đồ vi điện tử đến Nga. Và đây là hình bản tin trên VOA. Bên cạnh đó, theo VOA, Bộ Tài chính Mỹ cho hay họ cũng đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới xuyên quốc gia tham gia mua đạn dược và các vật tư khác cho Nga. VOA cho biết chính quyền của Tổng thống Biden cũng bổ sung 123 pháp nhân vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ có tên tiếng Anh là Entity List. Danh sách này buộc các nhà cung cấp phải xin giấy phép trước khi vận chuyển hàng đến các công ty bị đưa vào tầm ngắm. Những pháp nhân bị bổ sung ngày 23 tháng 8 bao gồm 63 ở Nga và 42 ở Trung Quốc. VOA dẫn Bộ Tài chính Mỹ nói rằng họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một số công ty công nghệ tài chính, chứng khoán, cho vay bất động sản và các công ty tài chính khác của Nga, nhưng chưa áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng nước ngoài hỗ trợ các giao dịch góp phần tiếp sức cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Bộ Tài chính đã cảnh báo với các ngân hàng kể từ tháng 12 năm 2023 rằng nếu vẫn cứ tiếp tục giao dịch trong nền kinh tế thời chiến của Nga có thể làm cho họ bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la. VOA cũng cho biết các lệnh trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ bao gồm cả các động thái nhằm kiềm hãm ngành năng lượng của Nga và đánh vào các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và các nền kinh tế Trung Á mà Mỹ tin rằng đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói. Và đây là hình máy bay không người lái Olen của Nga. Vẫn theo VOA, các mục tiêu bao gồm bộ phận xuất nhập khẩu của tập đoàn máy công cụ điện Đại Liên ở Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hãng này đã cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng, dân sự, quân sự trị giá 4 triệu đô la cho các công ty Nga. Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào hơn 20 công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Trung Quốc mà họ nói là đã cung cấp hàng hóa cho cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. VOA tiếp tục cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ cũng bao gồm các hành động nhắm vào các công ty cung cấp linh kiện được lắp trong loại máy bay không người lái Oland mà Nga đang sử dụng ở Ukraine. Washington cũng muốn sử dụng các biện pháp trừng phạt để gây khó cho các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga và việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của nước này. VOA dẫn trang thông tin của Bộ ngoại giao Mỹ nói rằng họ nhắm mục tiêu vào dự án Arctic LNG 2 trị giá 21 tỷ đô la của Nga và các công ty khác tham gia vào các dự án năng lượng trong tương lai ở Nga dự án Arctic LNG2 đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo đó đã hạn chế việc Nga được sử dụng tàu chở dầu có thể đi qua băng. VOA cho biết thêm, các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các công ty tham gia vận chuyển LNG như Whiteford Ship Management có trụ sở tại UAE, mà Mỹ nói rằng gần đây đã mua 4 con tàu để vận chuyển LNG. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 400 pháp nhân bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ nga trong chiến tranh Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.